Đây là dự án The Palace de Louis của Tân Hoàng Minh, nay đã được đổi tên thành Hà Nội Signature. Dự án này từng gây xôn xao dư luận khi ra mắt bởi sự xa hoa đắt đỏ. Vào thời điểm năm 2012, căn hộ tại đây được giao bán với mức giá lên tới 145 triệu đồng một mét vuông, tương đương khoảng 13 tỷ đồng đến 27 tỷ đồng một căn. Tuy nhiên, do chậm tiến độ, chủ đầu tư đã phải trả lại toàn bộ tiền đặt cọc cho khách hàng. Không những vậy, theo tìm hiểu, vào thời điểm cuối tháng 6 năm 2017, Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án này. Cụ thể, về công tác quản lý chất lượng công trình, một số cá nhân chưa đủ điều kiện năng lực hành nghề xây dựng, kinh nghiệm trong hoạt động xây dựng. Một số gói thầu thi công, biên bản nghiệm thu công việc căn cứ tiêu chuẩn xây dựng đã hết hiệu lực, không có giấy kiểm định thiết bị phục vụ thi công, 8 nhà thầu thi công không mua bảo hiểm theo cam kết hợp đồng, vân vân. Lùm xùm tai tiếng trong quá khứ, thế nhưng sau khi được đổi tên thì dự án này đang được giao bán trên các trang mua bán bất động sản với mức giá từ 97 đến 180 triệu đồng một mét vuông cho tùy căn tùy vị trí. Đó là mức giá căn hộ bàn giao thô, còn đối với những căn bàn giao cơ bản hoặc hoàn thiện đầy đủ, mức giá có thể lên tới trên dưới 200 triệu đồng một mét vuông. Thường thì tâm lý khách hàng thì khách hàng khi đi mua bất động sản chung cư hoặc là nhà đất nói chung thì nếu mà chủ đầu tư có bị tai tiếng hoặc là không uy tín thì sẽ ảnh hưởng đến cái việc là người đi đầu tư, người đi mua nhà ấy, họ sẽ cảm thấy không yên tâm. Bởi vì nhất là khi đi mua chung cư, thường lúc mua thì chưa có sổ ngay, mới chỉ ký hợp đồng mua bán, mà nếu chủ đầu tư vướng đến pháp lý thì người đầu tư có thể là không ra được sổ, thì về sau khi mà họ muốn chuyển nhượng lại thì nó cũng là một cái khó khăn. Trên thực tế, bối cảnh thị trường đang có dấu hiệu lũng đoạn về giá bất động sản, nhất là chung cư đang thiết lập mặt bằng giá ảo cao một cách phi lý. Trong khi đó, mức thu nhập của người dân không tăng, nên với mức giá đó rất khó để người dân có thể tiếp cận và sở hữu. Việc thừa phân khúc cao cấp và thiếu nhà ở vừa túi tiền, nhà ở giá rẻ cũng khiến cho thị trường không ổn định. Cung cầu lệch pha gây ra nhiều hệ lụy, mà hệ lụy lớn nhất chính là rất nhiều người không thể có nhà, an sinh xã hội không được đảm bảo. Hơn nữa, với những tai tiếng lùm xùm trong quá khứ cũng sẽ là một rào cản khiến dự án khó tiếp cận hơn với người dân. Khách hàng cần lưu ý là cái gì? Thứ nhất là cái dự án đó nó phải đảm bảo pháp lý. Thứ hai là người đầu tư xây dựng ra nó, chủ đầu tư và các đơn vị tham gia trong quá trình xây dựng thi công ở đó có năng lực thực sự hay không, đặc biệt là uy tín, đặc biệt là những cái kinh nghiệm mà họ đã từng kinh qua, và cuối cùng là giá cả nó có thực sự là phù hợp với thị trường không. Trên thực tế, tại Hà Nội đã có không ít dự án mở bán thành công sau khi đổi tên. Đơn cử trước năm 2014, cái tên dự án Castle Plaza ở quận Bắc Từ Liêm được biết tới với hàng loạt tiếng xấu như chậm tiến độ, nợ tiền sử dụng đất. Thế nhưng dự án đã sang trang khi được đổi tên thành Goldmark City. Chưa đầy 2 năm sau tái khởi động, dự án với 5.000 căn hộ này đã cơ bản xây xong thô, dần hoàn thiện và bàn giao cho người mua. Một dự án khác tại quận Hà Đông đó là tòa CT3 thuộc tổ hợp căn hộ The Pride. Thời điểm dự án phải hoàn thành là năm 2013, tuy nhiên lúc đó tòa CT3 mới xây xong phần đế công trình và bị đắp chiếu trong thời gian dài. Sau đó tòa nhà được tái khởi động và đổi tên thành HP Landmark Tower. Cuối năm 2015, đầu năm 2016, dự án đã đổi vận khi hoàn thiện và bàn giao căn hộ cho người mua nhà. Liệu rằng sau khi đổi tên thì dự án Hà Nội Signature nằm tại số 6 Nguyễn Văn Huyên có thực sự đổi vận như những dự án trên hay không? Và liệu rằng với đơn vị phát triển mới thì dự án sẽ có những thay đổi như thế nào? Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và thông tin đến quý vị trong những bản tin tiếp theo.